xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Và hôm nay hội Lê Cam lại tụ tập lại và giao lưu với nhau nha cả nhà. Thì đây có một em Duy. Huy. Đó là cũng là một giáo viên cấp mấy em? Dạ cấp 1, giáo viên tiểu học nha cả nhà. Bữa trước em có chơi con Mi một xong mà em chán em bán đi. Nói chung rồi học sinh là thấy thầy bán đi học sinh buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Học sinh buồn rồi nói thầy ơi thầy sao bao giờ thầy mới mua lại. Thì em nó mới quyết định là chạy xuống mình lấy một con mini 2 đó đây cả nhà. Để phục vụ học sinh với cái nhà. Thầy giáo đáng yêu ghê. Hiện em đang dạy trường nào em? Dạ em dạy trường Trương Công Định. Trương Công Định. Dạ, quận 6. Quận 6. Ờ được không? Thầy Huy dạy trường Trương Công Định cấp 1 quận 6 nha cả nhà. Qua đây em Thọ Đại Quý do ra sớm em máy mới bay đồ xong cả nhà nhưng mà mới tặng em máy bộ đèn. Đó, tặng bộ đèn. Nhưng mà giờ còn cái cùi không cả nhà. Không biết em bay sao còn cái cùi không? Không, bên này còn đèn, bên này còn cái cùi không? Hồi nãy mới chắc mini 2 theo mình nha cả nhà. Một tí mình đưa lên cho cả nhà mình xem nha. Chắc mini 2 ngay bay ở đây. Mình chạy chiếc xe scooter này của mình. Đó, mình chạy chiếc xe scooter này. Em Thọ dùng con mini 2 này để chắc theo mình. Đó, chắc theo cung đường này cả nhà. Đi vòng quanh cái này luôn. Quá đỉnh nha cả nhà. Trời hôm nay khá là đẹp. Đó cả nhà thấy không? Đúng nghĩa là trời xanh mây trắng luôn nha cả nhà. Đúng nghĩa luôn. Quá đẹp. Đó, nhìn cái cảnh mây này thôi là phê rồi nha. Phê mà phê chứ ơi kéo dài luôn nha. Nhưng hơi bị bão rồi. Nhưng mà có một sự đáng tiếc là gió quá lớn nha. Nhà thì mình thấy cây liễu bên kia không? Cây này cái gì ta? Cây bà đàn đúng không anh? Ấy à, cây bần phải không? Cây bần cái bà đàn. Đó, thấy ơi, nhà thấy không? Là gió nó cỡ đó đó. Ghê không? Gió ghê anh ha. Thì nãy giờ anh Thanh đang dùng con mini 2 bay lên thì nãy giờ có cảm giác cảnh báo gió gì không anh? Có, cảnh báo gió liên tục luôn. Đây, đây. Không ngớt luôn nè. Đây cho Nguyên, trời cho Nguyên mà vẫn còn bay luôn hả? Bay luôn mà. Này uống thuốc liều à? tính me mini 3 rồi sao bay luôn cho Nguyên nó bay luôn. Me từ từ. Tưởng anh đang uống thuốc liều chứ. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Do mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường ở nhà. Đâm ra là anh em chạy gần tới xong cái bị trời mưa. Thật ra là hôm tuần này anh em cũng ngại ra. Hiện tại thì chỉ có luôn mình là 4 anh em nữa nha. Và có một số đang chạy ra mà không biết có ra kịp hay không. Thì tại giờ thấy trời cũng chuyển cơn, thấy không? Đó, chuyển cơn rồi đó, thấy không? Trên đầu mình nữa nè. Mây kèm gió, gió khá lớn. Và với thời tiết như vậy á, thì chỉ có mini 2 trở lên mới bay nổi thôi. Còn mà mini SE, mini 1 là bó tay nữa nha. Bó tay chấm cơm nha. Mini 2 nãy giờ cũng đang cảnh báo gió, con em nãy giờ bị cảnh báo gió lần nữa chưa? 2-3 lần. Ờ đó. Thì con của thầy Huy này là cũng mới cảnh báo gió 2-3 lần nữa nha. Đây cả nhà có em Huy mới tới nha. Huy ở đâu nha? Em ở Nguyễn Văn Quá, quận 12 luôn. Quận 12 luôn. Đó, quay quá gần. Thì thành viên mới. Thành viên mới hôm nay ra lần đầu tiên nha nha. Dùng như con Husan ha. Husan ACE. ACE. Chào mọi người nha. Các bạn ai có đam mê về flycam hãy ra đây nhập hội với anh em tớ. Đó, ra đây là anh em được hướng dẫn bay flycam free nha. Không có tốn một đồng nào hết. Sân chơi là của chung. Ra đây có anh em người đi trước hỗ trợ người đi sau. Đó, và chia sẻ những kinh nghiệm vốn có hay cả nhà. Chứ còn không được nhờ cái gì cũng biết đó. Ở nhà tự chơi không làm gì được đâu, phải ra đây gặp anh em. Đó. Cảm ơn anh Nghĩa. Cảm ơn em. Đây cả nhà, bây giờ hướng dẫn em Huy
bay quanh một điểm đó, quanh một điểm trên cái cây này bằng tay nha cả nhà. Thì đây à, rồi bây giờ em gặt cái cần vô trong, cái cần bên phải gặt vô trong, xong rồi em điều cái tay cái cần bên trái từ từ đó. Đúng rồi, đúng rồi, ngay tâm điểm vậy đó, đúng rồi. Đó, khi mà mình thấy nó ra nhiều thì mình nhả ra hoặc mình lấy vô tí xíu đó, nhưng mà bay về là chuẩn rồi đó. Đó, nhưng mà chủ yếu là mình phải giữ hai ngón tay cái mình cho nó đều nha cả nhà. Đó, để giữ cho nó đều luôn nha em nha. Đó, như vậy là khá mượt rồi. Được khoảng được 80% rồi. Nếu mà em giữ được im nửa xíu thì nó mượt hơn. Gió khá lớn nha, thấy tròn quyền thì kéo về. Sao luyện nãy giờ ổn cho em? Đỡ rồi hả? Đỡ. Bình thường em không có chỗ trống để em bay được về đâu. Đúng rồi, bây giờ mình phải luyện từ từ phải không? Dạ. Chứ mà vòng vòng trong thành phố là không có được chỗ gì nữa, thoải mái để bay. Sợ lắm. À, cả nhà ơi, bây giờ em Huy quyết định là thử con Houston ICE này cả nhà, là bay mắc sóng ở khu này, xem sẽ được bao nhiêu km nữa nha. Và mình mới nhờ em Huy là quay màn hình lại nha, để cho cả nhà xem trực tiếp cho có phần là thú vị nha cả nhà. em mở ghi âm luôn nha. Ok, let's go. Đấy, quá đẹp cả nhà, cảnh quá đẹp.
tình hình là cãi cứ để tiền thơm đi vậy em. Tình hình là đang bị mất sóng đây nha, chưa lấy lại tín hiệu ha. Wow, căng nhà em đẩy phụ ra, đẩy tới luôn. Thôi đây, đẩy luôn. Đó, nó bị mất sóng ở đâu nha. Đẩy tới luôn. Quá nguy hiểm quá nhà ơi. Bị mất sóng rồi. Máy bay mất kết nối. Cả nhà em cứ đăng ký nhấn đẩy phụ nó về nha. Còn bao nhiêu mét nữa? 3000 mấy mét hả? Đắt chưa đâu chừng không? Rồi đẩy. Hả? Ủa, anh đắt cái đội tiền không đi, đắt cái đội tiền không. Rồi đẩy tay về. Đẩy tay về. Đó. Không mưa thì hai ngày mưa thì vô tư. Mưa cái nhà ơi. Bây giờ quá nguy hiểm rồi. Đây cái nhà thấy không? Đó. Mây đen nha, trời ơi, chết cha rồi. Bầu trời bên kia sấm xịt. Anh em mấy anh em chơi kỳ vậy, mấy anh em chơi bỏ chạy bỏ về hết chưa? Đây cái nhà. Đó, đã có hộp mưa rồi nha. Đã có hộp mưa rồi. Còn mấy ngàn nữa? 2600 nữa. Cứ đẩy về nha, vừa đẩy vừa hạ độ cao. Mà mình đã tắt cái lộ điện thơm tự động đi và vừa kéo về thì
mình cũng vừa cầm tay khiển chạy ra để cho hạ cánh xuống trực tiếp để tránh trường hợp xấu nhất nha. Đó, đây bây giờ nó bắt return home nữa đây. Thì lúc này pin còn 14% nhưng mà tốc độ bay về khá là chậm nha các nhà. Đó, và gió rất là lớn, mình đang quay đầu để đủ hướng để tìm những cái đoạn mà có thể hạ được. Đó, nhà thấy cây dừa không? Thì lúc này ở đây mình đã chạy ra đón được máy trên tay cả nhà. Và trời đã mưa, đâm ra tranh thủ chạy về. Đây cả nhà, mình phải do đồ đạc để đây. Đó, đâm ra mà là em Huy phải ở lại. Mệt quá, em Huy phải ở lại để giữ đồ. Còn con mình chạy theo. Run quá các bạn ạ, bây giờ mưa luôn. Ôi, mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi. Ô da. Ôi, mưa lớn rồi. Ơi, anh em mình cũng chạy về đây. Vâng, chạy về. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.